Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát nương Phật oai thần lực, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ trước mặt Phật chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con xem xét nghiệp đạo chúng sanh chỗ làm bố thí có khinh có trọng, có kẻ một đời thọ phước, có kẻ mười đời thọ phước, có kẻ trăm đời nghìn đời thọ đại phước lợi, đây là việc sự việc ra làm sao? Duy nguyện Thế Tôn vì con khai thị. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ta hiện tại ở trong pháp hội của cung trời Đao Lợi này, nói đến việc bố thí của chúng sanh trong Diêm Phù Đề, giáo lượng công đức nhẹ nặng, ông nên chú ý nghe, ta sẽ vì ông giải nói. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Con đối với việc này có chỗ nghi hoặc, cho nên rất vui mừng lắng nghe lời giải nói của Ngài Thế Tôn. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Quốc vương của các nước ở thế giới Nam Diêm Phù Đề, Tể Phụ Đại Thần, Đại Trưởng Giả, Vương Tộc Đại Xá Lợi, Đại Bà La Môn v.v. nếu gặp nhân dân thấp hèn bần cùng, cho đến những kẻ tàn phế đuôi câm, si điếc, khi quốc vương hoặc Tể Phụ Đại Thần muốn bố thí, nếu có được tâm đại từ bi, khiêm tốn mỉm cười, chính tay bố thí hoặc nhờ người thay thế bố thí, lại lấy lời êm dịu an ủi chúng sanh nghèo khổ, thì vị quốc vương này chỗ hạch được phước lợi giống như bố thí trăm hằng hà sa Phật công đức lợi ích. Đây là vì quốc vương đối với kẻ bần tiện tàn phế phát đại từ bi tâm, cho nên hoạch được phước báo này. Trong trăm ngàn đời thường được bảy báo đầy đủ, huống chi là ăn mặc vân vân, càng là hưởng thọ dụng không hết. Lại nữa, này Địa Tạng, nếu đời vị lai của quốc vương Bà La Môn vân vân gặp được chùa tháp của Phật, hình tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật vân vân, nếu có thể tự mình tìm cách xây dựng cúng dường bố thí, thì vị quốc vương này nên được ba kiếp làm thân đế thích, thọ thắng diệu lạc. Nếu có thể đem phúc lợi bố thí này mà hồi hướng pháp giới, thì vị đại quốc vương này sẽ ở trong 10 kiếp thường làm đại phạm thiên vương. Lại nữa, này Địa Tạng, nếu đời vị lai có quốc quốc vương Bà La Môn gặp chùa tháp Đức Phật thuở trước hoặc kinh tượng bị hủy hoại hư hỏng, nếu có thể phát tâm tu bổ sửa sang, vị quốc vương ấy hoặc tự mình tu sửa hoặc khuyên người khác cho đến trăm ngàn người bố thí kết duyên, thì quý quốc vương ấy sẽ trong trăm ngàn đời thường làm chuyển luân thánh vương, và những người khác cùng làm bố thí sẽ trong trăm ngàn đời thường làm tiểu quốc vương. Nếu lại càng có thể ở trước chùa tháp phát tâm hồi hướng pháp giới, thì những quốc vương này hoặc những người đồng hành bố thí này sẽ đều thành Phật đạo, bởi vì công đức quả báo này là vô lượng vô biên. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai có quốc vương và Bà La Môn thấy nhiều người già, người bệnh và sản phụ, nếu sanh được một niệm đại từ bi, bố thí thuốc men, thức ăn uống, ngọa cụ khiến họ an lạc, thì phước lợi như vậy là tối bất khả tư nghị. Họ sẽ ở trong 100 kiếp thường làm tịnh cư thiên chủ, trong 200 kiếp thường làm lục dục thiên chủ, rồi sau sẽ rốt ráo thành Phật, luôn chẳng đọa ác đạo, cho đến trăm ngàn đời. Tai không nghe, không bao giờ nghe đến tiếng kêu khổ. Lại nữa, này Địa Tạng, nếu trong đời vị lai có quốc vương cùng Bà La Môn có thể bố thí như vậy, lại càng có thể hồi hướng, không luận nhiều ít, cuối cùng đều có thể thành Phật, huống chi là quả báo của Thích Phạm Chuyển Luân Vương Ư. Vì thế cho nên, này Địa Tạng, ông nên rộng khuyên chúng sanh như vậy mà học tập. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người nơi trong Phật Pháp đã trồng thiện căn rất nhỏ, ít oai như lông tóc trần sa, tuy nhiên họ nhận được phước đức lợi ích, cũng là không thể nào tỉ dụ được. Này Địa Tạng, trong đời vị lai nếu có người gặp được hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Chuyển Luân Vương, rồi bố thí cúng dường,
thì người này sẽ được vô lượng phước, thường ở nhân thiên thọ thắng diệu lạc. Nếu có thể đem phước đức này hồi hướng pháp giới thì phúc lợi của người này sẽ càng lớn đến không cách gì tỷ dụ được. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người gặp được kinh điển đại thừa hoặc nghe được một kệ một câu cùng kính tán thán, phát tâm bố thí cúng dường, thì người này sẽ hoạch được đại quả báo vô lượng. Nếu càng có thể hồi hướng pháp giới thì phước đức lợi ích của họ không thể dùng lời để tỷ dụ được. Lại nữa này Địa Tạng, nếu trong đời vị lai có người gặp được Phật thập tự, kinh điển đại thừa, nếu thấy mới thì đi bố thí cúng dường, chiêm lễ tán thán, cùng kính chắp tay. Nếu là cũ hoặc hư hoại thì đi tu bổ sửa sang, hoặc tự mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người cùng nhau phát tâm để làm. Giống như những người này sẽ trong 30 đời thường làm tiểu quốc vương. Nếu là tự mình phát tâm đi làm hoặc khuyên người cùng làm, thì người này có thể thường làm chuyển luân vương, lại còn biết dùng thiện pháp đi giáo hóa những quốc vương của tiểu quốc khác. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người nơi trong Phật pháp chỗ trồng thiện căn, bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp hoặc sửa sang kinh điển, cho đến làm việc thiện ít oi như lông tóc trần sa, nếu có thể hồi hướng pháp giới thì công đức của người này có thể trong 100.000 đời thọ thắng diệu lạc. Nhưng nếu chỉ biết hồi hướng cho quyến thuộc của mình hoặc lợi ích cho riêng mình, như loại quả báo này thì chỉ có thọ lạc được 3 đời. Cho nên nếu xả được một phần thì sẽ hoạch được quả báo vạn phần. Bởi thế cho nên này Địa Tạng, sự thật của nhân duyên bố thí thì là như vậy. Địa thần hộ pháp phẩm đệ thập nhất. Lúc ấy Kiên Lao Địa Thần bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con từ lâu xa đến nay chiêm lễ qua vô số đại Bồ Tát, họ đều đầy đủ đại thần thông trí tuệ, rộng độ tất cả chúng sanh, mà vị Địa Tạng đại Bồ Tát này có đại thệ nguyện lực so với các Bồ Tát khác còn sâu nặng hơn. Bạch Thế Tôn, vị Địa Tạng Bồ Tát này cùng chúng sanh ở Diêm Phù Đề có đại nhân duyên như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc, bốn vị đại Bồ Tát cũng hóa hiện 100.000 thân hình để rộng độ lục đạo chúng sanh. Tuy nhiên, thệ nguyện của họ vẫn có một ngày hoàn tất, duy chỉ có vị đại Bồ Tát này giáo hóa lục đạo tất cả chúng sanh chỗ phát đại thệ nguyện rộng lớn, đã trải qua kiếp số giống như 100.000 ức hàng hà sa kiếp số. Bạch Thế Tôn, còn quán xét vị lai cùng hiện tại chúng sanh tại hướng nam của nơi trú xứ, tìm một chỗ